Đủ rồi. Các ngươi nghe đây, ở đây đừng phá phách nữa. Đừng có nói dốc cho hắn, để hắn tự nói đi. Ờ, con đâu có nói xạo đâu, chính mắt con nhìn thấy. Đúng vậy, cô ta nhìn thấy tôi. Ừ. Hoàng thượng, tên thích khách đó trong 30 chiều thần vẫn không thắng nổi hắn. Còn công phu của tên tiểu tử này thần thử qua rồi. Thân thể xương cốt thật là cứng rắn, còn võ công thì không biết gì cả. À, nói là hắn không biết võ công. Tôi đây không có biết võ công, không lẽ không còn cách nào khác hay sao? Được, ngươi nói là thử đi. Hoàng thượng, sự thật là đúng lúc đó tôi thấy đánh không lại hắn, thì tôi từ trong túi móc ra một gói trò thịt, tôi ném và tôi phóng ra ngoài được, tên đó lại bị chảy máu. Đương nhiên chỉ sợ sau khi bụi trò dính trên người sẽ thiệt hại bá dài, làm mù đôi mắt. Trong lúc đó nhân cơ hội lộn xộn, tôi đã dẫn tiểu công chúa đi, sau đó chúng tôi chạy thoát ra ngoài. Đúng. Nếu nói vậy, lần trước trong khu rừng người mà rải cho bụi chính là ngươi. Đương nhiên là tôi. Đừng cười. Hoàng thượng, người này tuy là thấy như vô lại, nhưng ký nhân tự có thiên tướng, đích thực đối với thần có ơn dạy cứu. E rằng lúc này lời nó đã hoàn toàn sự thật. Tôi nói đương nhiên là thật rồi. Con người của tôi rất là nói nghĩa khí. Hả? Đúng. Nhưng không ngờ tôi đến nhà của các ông, không đánh thì mắng. Hả? Lúc nãy cái ông này á, hắn không để cho tôi vào đây. Hắn thật ra xem thường tôi đó. Hả? Đây là cái gì đây? Hoàng thượng, ngài thì là quá nhỏ mọn, không cho làm qua thì thôi. Không cho thì thôi. Lần trước tên lão đầu đó còn kêu tôi làm thái giám. To gan. Chỗ này không có chuyện các người, lưu suy trước đi. Mang Nhi và Lưu Cơ Công ở lại, trẫm có lời muốn hỏi tiểu tử này. Tao hoàng thượng. Lùi xuống đi. Tuân chỉ. Hồng đại nhân, ông thật tin lời của hắn sao? Đương nhiên là không tin. Tôi chỉ sao hoàng thượng trách tội ông thôi. Theo ý ông, không lẽ thích khách vẫn còn ở trong cung? Phần nữa là vậy. Cái tên này, đừng khẩn trương. Hắn không hiện thân nhất định là bị thương nặng, xuất cung cũng không có dễ dàng. Hãy nhớ, mọi thứ khi xuất cung đều phải xét kỹ mới thả đi. Phu hoàng. Mang Nhi đã giúp người nó hết nửa ngày. Tuy là đứa con này không biết quy tắc, nhưng tất nhiên vẫn có công cứu giá. Trẫm cũng là người biết nghĩa khí, không bạc đãi người đâu. Đứng dậy đi. Hoàng thượng kêu ngươi đứng dậy đó. Vậy hoàng thượng, ông cho tôi làm chức quan gì? Làm quan về miễn đi. Hả? Còn Mang Nhi, nói trẫm là một nô lệ thủ tài, trẫm không muốn để cô nói đúng. Trẫm nhất quyết thưởng tiền cho người. Hãy nói đi, nói ra con số. Sư tử không được mở miệng to. Tôi không có muốn tiền, tôi chỉ muốn quan thôi. Tôi chỉ muốn. Phu hoàng, cho hắn làm quan đi. Ngươi là tiểu dân tiểu tốt, muốn quan để làm gì? Ngươi hiểu được đạo lý làm quan hay không? Tôi tại sao là không biết? Làm quan mà, làm quan cũng chỉ là thổi thổi đập đập. Sau khi gặp mặt nhau rồi, chào ông chào bà, giờ nắm lấy tay nhau mà thôi. Chuẩn bị thêm vài chiếc nón cao. Từ từ thì ông đổi cái, tôi đổi cái, người này đổi cái, người kia đổi cái. Nói cái gì đó tiểu tử hả? Hoàng thượng ngài cười gì? Tôi nói không đúng sao? Lẽ làm quan á, trên thì phải ra sức cho quốc gia, dưới phải tạo phước cho bá tánh. Trẫm thân là nhất quốc chi quân, cần tâm tạo lực, phấn đấu tiến lên, cũng che không được miệng mồm của dân chúng. Còn kẻ làm thần thì cần phải đồng tâm hiệp lực mới đúng. Không giống như người nói những chuyện du duyên này. Thưa hoàng thượng, tôi cảm thấy cái chức quan này của ông là một người làm quan to nhất ở trong thiên hạ. Ăn uống ngủ nghỉ của bá tánh đều phải trong ngóng vào ông. Ông vừa mệt vừa bận rộn, đó cũng là hết cách thôi. Cho nên tôi cảm thấy chức quan này của hoàng thượng thật là khó làm. Còn về chuyện quan chức khác cũng không có các bản lãnh như ông. Vậy chức quan khác cũng không đồng ý thừa nhận sự cơ nhập này của ngài, có biết hay không hả? Nói thật đúng. Chuyện này thì hữu lý. Nhưng mà làm quan thì không đơn giản như người nói đâu. Chỉ tặng một nón cao là đủ rồi hả? Chỉ sợ là vẫn còn hữu dụng. Lúc nãy tôi tặng ngài chiếc mũ cao đó, không phải ngài đội lên là cao hứng hay sao? Ngươi thật là hứng thú. Trẫm nể ngươi là người đời công không có tham tài, nói chuyện thiệt là vui. Thử chán làm quan tập phẩm triều đi ha. Đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài nói phải giữ lời đó, ngài đừng có chối nha. Tức cười, quân vô hiến ngu. Phu hoàng.
Đây là chân giấy mà trẫm thường dùng. Lấy đó là bằng chứng đi, được chưa? À, đưa tôi coi. Để tôi cầm cho. Đưa đây. À, không được. Cái này là của tôi, món này là của tôi. Hoàng thượng, cái này. Tôi đã được làm quan. Tôi đã được làm quan. Ta đã được làm quan. Công chúa, hồng đại nhân, hoàng thượng có chỉ kêu tới lễ bộ lãnh quan phục. Hả? Được. Còn phát quan phục nữa. Bây giờ tôi sẽ đi lãnh. Đi lãnh chỗ nào? Hãy dẫn ta đi mau. Đi đây. Nè, tiên tướng. Hoàng thượng, lần trước tiểu tử này bỏ chạy, không phải là thằng không dám thưa với ngài. Sự thật là không biết hắn chạy đi đâu. Tại ngươi sợ trẫm mắng ngươi phải không? Có ngài nói vậy kìa, lão nô ba năm nay đã quen vậy rồi. Ngô công công. Có nô tài. Ngày mai nhắc trẫm một chuyện, sai người điều tra thân thế của tên tiểu tử này nha. Hoàng thượng, con trai của tên giết heo, có cái gì mà cần điều tra, ngài thật là quá cẩn thận. Đi. Tên này thiệt là to gan, xuất hiện trong lúc then chốt là được lòng yêu thích của màn nhìn. Tuy nói hiện nay không nhìn thấy ác ý gì, trẫm không thể không đề phòng. Dạ, lão nô đã hiểu. Ta đã được làm quan rồi. Bái con gái này nè. Con gái này nè. Là cái gì hả? Con này là cái gì? Con đi. Ta đã được làm quan đó. Đây là món đồ hoàng thượng tặng cho ta nè. Món đồ hoàng thượng tặng cho ta đó. Con đi. Ta được làm quan. Ta sẽ được làm quan lớn. Ta có chức có quyền. Ta sẽ được làm quan. Ta đi thử cho các người coi nha. Nè, ta được làm quan. Ta đã được làm quan lớn rồi đó. Phải kêu ta là Phùng đại nhân. Được. Chúng tôi sẽ gọi ông là Phùng đại nhân. Nè Phùng đại nhân. Hả? Chức quan gì? Nói đi. Đúng rồi, nói đi. Đêm qua hoàng thượng phong cho ta một chức quan thật lớn. Hả? Ta có thể thượng triều. Có được thập phẩm đó. Là thập phẩm. Phải là quan thập phẩm. Sợ quá. Nè, các người làm gì? Các người làm gì đây chứ? Làm việc đi. Làm gì? Bộ thập phẩm không lớn hay sao? Không, rồi làm việc đi. Nè. Thập phẩm quan có bao lớn vậy? Lớn lắm. Vậy chứ quan này lớn bao nhiêu? Cô nói ta nghe đi. Nói mau. Bây giờ tôi đang bận. Cái gì là lớn hay không lớn, quan hay không quan? Ngươi hỏi cửu nương đi. Đi. Ta hỏi các người. Bây giờ sau khi ta được làm quan lại không có nói là không quen với các người nữa, có phải hay không? Bây giờ các người hãy vui mừng đi, vậy là được rồi. Được rồi. Bắt đầu từ hôm nay tất cả hãy gọi ta là Phùng đại nhân cũng được nữa. Nhưng chức quan này cũng là thật mà. Tiểu Dương gia cho đảng cơ tiến công. Công chúa, nếu muốn chúng ta đem người này giao cho hoàng thượng, cứ tiếp tục như vậy, người này không giữ được tính mạng đâu. Không được, ta có hứa với tiên tứ là phải cứu cổ. Ta không phải là người nói không giữ lời. Tiểu điệt châu đẳng cơ khấu khí công chúa điện hạ. Công chúa thiên tế. Ê, hãy cổng cô ta vào trong. Đúng mạng. Đứng lên đi, đã lâu rồi không tới đây thăm ta. Bẩm công chúa, gần đây tiểu điệt bận lo một chút chương mục, cho nên không tới thăm hoàng cô. Xin hoàng cô thứ tội. Học hỏi ngoan ngoãn từ lúc nào vậy? Ê, cho ngươi biết, ta có chuyện này muốn nói cho ngươi nè. Hả? Hoàng cô. Có chuyện gì? Nói mau đi. Đã mấy ngày không gặp, ngươi cao lớn vậy rồi. Hoàng gia ốm như vậy, phu nhân của người là mập mạp, còn người sao lại không mập, cũng không có ốm chút nào hết á. Cháu đây có thể là có dự cờ giống mẹ. Nè, ta hỏi người, có ai cưới vợ cho người chưa? Vẫn chưa có. Vậy đúng rồi, ta đã tìm cho người một người, có muốn hay không? Không được. Ta là hoàng cô của người, có chuyện gì mà không được? Qua đây. Chuyện này phải có sự đồng ý của hoàng gia. Hoàng gia từ sáng tới tối rất là bận, ta là hoàng cô, ta ra chuỗi cho người là được rồi. Không được, phải qua sự đồng ý của phụ vương. Phụ vương người cứ để ta nói cho. Ngươi đừng có lải nhải, theo ta. Hoàng cô. Hả? Cô ta là con gái nhà ai? Ta cũng không biết là cô nương nhà ai. Ở trong kia kìa, vô coi đi. Hắc bì. Ê, ra ngoài canh chừng đi. Dạ được. Đừng cho ai vô đây nha. Dạ. Nhìn coi cô có đẹp hay không. Hoàng cô, ta tìm cho người vợ này có được không?
Cô ta quả thật là quá đẹp đi. Đương nhiên rồi, ta là hoàng cô của người, có chuyện tốt đương nhiên là nghĩ tới người. Cô ta thật là đẹp, xứng hợp với người ghê lắm. Vậy người hãy cưới cổ đi, để người khác cưới mất thì là uổng lắm. Sao nóng vậy? Ây da, cô đã bị sốt. Mau tìm thấy tới đây trị cho cổ đi. Ngoan cô. Hả? Lên lượt cổ thế nào? Ta không biết gì hết, ta đã lượm cổ về. Ây da, đừng có nói đùa nữa mà. Nếu không trị liệu sẽ không kịp đâu. Cô ta thật sự cho ta lượm về. Người thấy cổ đẹp thì dẫn cô đi đi. Nè, hoàng gia gia có biết chưa? Người trở nên tính đàn bà ấp úng từ lúc nào vậy? Nếu muốn thì người hãy dẫn cổ đi đi. Nếu không, ta sẽ đem cổ cho người khác. Hoàng gia gia tới rồi. Ê nè, ngươi chạy đi đâu? Ra ngoài làm gì vậy? Để ta đi được rồi, nghe chưa? Tôi... Ê, ngươi làm gì vậy? Hãy canh chừng cổ, ngươi phải nghe lời đó, có biết chưa? Tiểu Hoàng, cô... Phu Hoàng! Phu Hoàng dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Đứng dậy đi. Hôm nay còn lại xuất chiêu yêu quá gì đây? Bẩm phụ hoàng, tối qua khi Hà Nhi trở về đây cứ nằm suy nghĩ mãi, không có dám di động tới nửa bước nào hết á. Ồ, đóng cửa suy nghĩ à? Con cũng biết tự mình có lỗi hả? Ế? Vậy được, nói ra nghe thử coi, có lỗi gì? Không đành lòng bỏ phụ dân mà chạy ra ngoài, đó là một lỗi. Theo dịch nói đùa để làm phụ dân vui lòng là lỗi thứ hai, nói nghĩa khí với người ta là lỗi thứ ba. Quản thúc để cứu người của mình là lỗi thứ tư. Hỏi phụ hoàng để làm quan, đó là lỗi thứ năm. Đã biết rõ phụ hoàng không đành lòng cho làm quan, lại không thông cảm cho phụ hoàng là lỗi thứ sáu. Được, được, được. Con đang suy nghĩ về lỗi của con hay là suy nghĩ lỗi của trẫm đây? Phụ hoàng là tứ người không biết nói nghĩa khí hay sao? Hả? Vậy sao phụ hoàng không ban chức quan cho thiên tướng? Vậy không phải để cho hắn chức thập phẩm quan à? Cái đó cũng gọi là quan sao? Cha làm vậy đã được lòng người ta, người ta cứu mạng con. Cha không có ban cho người ta làm quan thì thôi đi, cha còn trêu ghẹo người ta làm gì? Cha làm như vậy sau này con ra ngoài làm sao mà có bạn nữa chứ, có đúng không? Nè, con nghe đây, không có được phá phách nữa. Trẫm hỏi con, tên tiểu tử đó xuất thân thấp hèn, không biết chữ nghĩa, vô năng vô thức, thật sự là một người ngu ngốc đần độn. Tại sao con cứ mãi theo làm bạn với hắn như vậy chứ hả? Nhưng mà con nhận thích cái tướng ngu của hắn. Tại sao nói hắn là vô năng? Vô năng thì làm sao mà cứu được con? Nếu như mà hắn vô thức thì tại sao hôm qua cha cho đội mũ cao, con làm cho cha phải tức cười? Cho dù là hắn đã cứu con, cũng là do hắn may mắn gặp phải, chỉ vậy thôi. Còn về chuyện hắn nói đùa với cha, đó toàn là con dạy cho hắn. Trẫm biết rõ cái điểm đó của con mà. Coi như đây là may mắn đụng phải. Nhưng mà tại sao cái người đụng phải lại chính là hắn? Đây cũng coi như là kiếp nhân từ hữu có thiên tướng. Và coi như những lời hắn nói do con dạy cho. Nhưng mà khi hắn gặp phụ hoàng, hắn không có sợ chút nào. Như vậy cũng còn mạnh hơn đám đại thần này. Coi như là hắn có lá gan lớn lắm. Con người như vậy không phải rất có hứng thú sao? Phụ hoàng ngài quý như thiên tử, tự nhiên phụng thiên thừa giận. Tên của hắn là thiên tứ, vậy không phải là ông trời đã khiến cho phụ hoàng có ý bảo bọc cho hắn hay sao? Lúc xưa khi còn nhỏ, cha từng kể con nghe chuyện cổ tích của hoàng gia gia. Ngày xưa hoàng gia gia đã đi xin ăn mà, nhưng mà cũng vẫn làm được hoàng thượng. Còn thiên tứ, hắn không biết chữ nghĩa, nhưng mà con nhìn thấy hắn có dẫn khí, có can đảm. Nói không chừng sau này hắn sẽ lập nên đại sự gì cho nhà chúng ta. Ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Mang Nhi, Mang Nhi, con lúc nhỏ trẫm rất sủng ái con, chiều chuộng cho tới bây giờ con này đã không nghe lời của trẫm nữa rồi. Con có lúc nào mà không nghe lời của cha chứ? Con cũng biết là cha thương con mới theo cha đùa giỡn vậy thôi. Con không có mẹ để thương con, còn các ca ca họ chỉ bận với việc riêng của họ. Chỉ có phụ hoàng, có mình cha mới thương con. Nếu con không nghe lời cha thì nghe lời của ai đây? Mẫu hậu của con sau khi qua đời, trẫm đã thề suốt đời không để cho con phải cực nhọc, cho nên tạo ra cá tính cứng đầu như con hôm nay đó.
thân trẫm là hoàng thượng, lẽ ra con ưng ngạnh một chút không sao, nhưng mấy năm nay càng ngày con càng gây quả lớn rồi, hoàn toàn không giống hành vi của công chúa nữa. Trẫm có thương con bao nhiêu cũng có ngày phải chết đi, tới khi đó con khó tránh khỏi thành một người bất tài. Lỡ như có ai tìm thấy khuyết điểm của con, không có trẫm bao che cho con, thì con phải làm sao đây? Phụ hoàng, phụ hoàng cha đừng nói vậy, cha không chết đâu. Con tìm thiên tướng tới đây là vì muốn để cho hắn đi tìm loại thuốc trường sanh bất tử cho cha đó. Tính là đi, đừng có hù tôi sợ, tính là đi. Phụ hoàng, con nghe lời cha, con không có phá phách chơi đùa nữa. Thật ra có phá phách một chút cũng không sao, nhưng con mỗi ngày càng lớn rồi, tiếp tục phá phách không biết nặng nhẹ, không có giống ai hết. Mang Nhi, trẫm là con người cường mạnh, trước sau có người hầu hạ, không muốn người ta nói ra những lời khó nghe. Con cũng phải làm cho trẫm hãnh diện, cho dù con không thích, nhưng con cũng phải học hỏi một chút đi, cho để giống thục nữ chứ. Được, trẫm đi đây. Ê, phụ hoàng. Chuyện gì nữa? Lần sau khi cha xuất cung, hãy dẫn con theo dạo phố có được không? Được rồi, chỉ cần con vâng lời á. Ha, phụ hoàng đi rồi, ông đi rồi. Ấy da, hai người đã động phòng. Đừng có nói bậy, đây không phải là chuyện đùa. Vậy tại sao ngươi tới gần cổ? Tôi chỉ là nhìn cái gì. Vậy mà còn nói ngươi không có động phòng. Không có, đừng có nói bậy, đây không phải là chuyện đùa đâu, đừng có nói bậy mà. Chuyện gì? Vậy sao trên miệng ngươi lại dính son phấn? Đâu có son phấn gì đâu, chỉ là tôi. Nè nè, lần này ngươi đừng chối cãi. Tôi, bây giờ cô ta đã là người của ngươi rồi, vậy thì mau dẫn cô đi đi. Nếu mà ngươi không chịu nhận cô dâu này, ta đi nói với phụ hoàng. Đừng. Ta nhận cô làm vợ. Chính là ngươi nói nha. Ê, như vậy mới là con ngoan. Nè, hãy mau dẫn cô đi đi. Nhưng mà ta cho ngươi biết, đừng bao giờ đưa cho ai nha. Cho ai đây? Tôi muốn đem cô đi, nhưng con người to lớn như vậy, làm sao đưa xuất cung được chứ? Ê, khi trời sụp tối, ta sẽ có cách. Đi vậy nè. Hay da, không đúng, không đúng rồi. Thật là dễ nè. Hay da, từng bước. Hay lắm, hoài phòng lắm. Có phải vậy không? Thật là đơn giản. Không đúng. Được rồi. Khi thượng triều, hãy nhìn xem phải nói thế nào, chứ không phải là nhìn cách đi đứng. Nói chuyện vậy phải nói như là gì? Ấy da, đơn giản, chỉ hô tôi dạng tuế là đủ rồi. Bên trái hô dạng tuế, bên phải hô dạng tuế là dạng tuế đó. Hoàng thượng nghe đủ rồi hả? Đúng rồi. Tự nhiên ở số thối triều, tỷ, tôi nói vậy có đúng hay không hả? Cô nương, có phải vậy không? Tôi thấy cái đám hồng đại nhân, lục đại nhân đó không chỉ là kêu to dạng tuế. Thượng triều là gì chuyện nghĩa? Hả? Không những là tung hô dạng tuế. Có nghe rồi hay chưa? Là nghị sự, nghị sự gì? Đương nhiên là quốc gia đại sự rồi. Ê, thiên tử, khi thượng triều, nghe không hiểu cũng đừng có nói chuyện. Nếu như nghe hiểu rồi thì cứ nói ra, muốn nói cái gì cứ nói cái đó. Đúng rồi, làm vậy đi. Hoàng thượng cũng là người, đừng có sợ gì hết. Đúng. Sợ thì tôi không sợ, tôi chỉ là sợ nói sai lời. Nói sai lời là mất mặt. Không thể nào. Cái chuyện này á, ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng thượng phong cho ngươi chức quan này, chỉ sợ là mang theo hoàng chữ trên miệng là để cho ngươi lên triều nói chuyện. Đúng rồi, cứ như vậy. Ngày mai ngươi cứ việc thượng triều, khi gặp mặt hoàng thượng cứ nói thẳng ra. Đúng. Có đám chúng tôi là nương nương đây sẽ làm chủ cho ngươi, vậy đừng có sợ. Đúng rồi. Nè. Chờ coi nó đi đứng như thế nào. Đúng rồi đó, đi lại chúng tôi coi. Nè, mau, đứng vào đây đi. Nè, đi vào đi. Đi coi thử coi. Mà tướng tham kiến cửu nương. Hay quá. Hay lắm. Hay da, quỳ xuống. Quỳ xuống đi. Nè, quỳ xuống. Dương đại nhân tới rồi.
Mà lên. Đám cơ tiểu dưới da ngài đi từ từ. Ê dạ, cái người này nặng quá, người có thể giúp tàn chút hay không? Bẩm dưới da, không phải nô tài không chịu gánh giác. Thật ra là công chúa điện hạ có lệnh, nhất định dưới da phải đích thân khiêng giác mới được. Ây da, trong rương đó có chứa cái gì vậy? À, tiểu dương gia, Hồng đại nhân có lệnh, mọi thứ ra vào cung đều phải kiểm soát và phải mở ra coi. À, được, đi xuống. Thật ra, tao cũng muốn coi thử bên trong là gì. Nè. Ê, không được, tiểu dương gia. Công chúa điện hạ có nói rồi, món đồ này không có tới nhà không được xem. Nếu tiểu dương gia coi rồi, thì bên công chúa chúng tôi làm sao ăn nói đây? Sao nghĩ khờ vậy? Còn chút đâu có sao đâu. Cho người trở về được có nói gì là được rồi. Không được, tiểu dương gia. Dương gia. Hồi đại nhân, ông tới rồi đúng lúc. Qua đây. Anh chuyện gì đây? Công chúa điện hạ tặng cho tôi cái gương này, nhưng không nói bên trong là cái gì. Bắt tôi đem về nhà mới được coi. Ông nói đi. Hối đại nhân, ông thiên lương chức vụ trọng trách bảo vệ cho hoàng thượng. Tôi nghĩ công chúa không có trách tội ông đâu. Nếu muốn, ông mở ra coi đi. Chuyện này. Không được đâu. Nha. Tại sao? Công chúa điện hạ có nói hoàng thượng và Ngô Công Công biết được ở trong đó có món gì. Vậy chúng ta có cần phải nói với Ngô Công Công hay không? Nếu như không phải là món đồ cần thiết, theo tôi thấy là đừng mở ra là tốt hơn. Công chúa điện hạ nếu như biết được, chúng ta không có kết quả tốt đâu. Ê, dạ bỏ đi. Tránh ra. Có chuyện gì đâu. Tới lúc đó cứ nói là thôi đại nhân nhất định phải mở ra xem. Công chúa điện hạ không lẽ không lấy mặt thôi đại nhân hay sao? Công chúa điện hạ không thể đắc tội được. Lỡ như lão nhân già và nhớ mối thù này thì sau này tôi và Hồng đại nhân sẽ có hậu quả đó. Dạ, yên tâm đi, không có gì đâu. Ông đợi chút đi, để tôi hỏi thử Ngô Công Công. Ông chờ chút nha. Nè, chờ chút đi, ta sẽ mở trong coi. Thôi đại nhân. Các người hãy nói coi, tương lai đây Dân Quá Điện cùng với Võ Anh Điện của trẫm phải lớn bằng nhau hay không bằng nhau chứ? Còn nữa, mỗi điện phải mở bao nhiêu cửa sổ thì mới tốt? Tần Thôi Năng khấu kiến Ngô Hoàng dạng tới. Có chuyện gì? Khải bẩm hoàng thượng, trước điện hạ có tặng cho tiểu dân gia cho đám cơ một cái gương nhỏ. Thần muốn mở ra xem, nhưng công chúa căn dặn không được mở ra. Nói lên hoàng thượng và Ngô Công Công đều biết hết. Cho nên thần tới đây để hỏi Ngô Công Công. Mang gì nói là trẫm biết rồi. Dạ đúng vậy. Bẩm hoàng thượng, công chúa không có nói qua gì với lão nô cả. Vậy cái rương đó bao lớn? Đại khái có thể chứa được một người, cho nên thần không dám thả đi. Là do đám cơ đích thân khiêng chiếc rương này. Hoàng thượng anh minh, đúng là đám cơ dân già đích thân cảnh giác. Được rồi, trẫm biết trong đó có cái gì. Ngô Công Công, ngươi thì không ngờ phải không? Ngươi nên biết trong đó có đồ gì. Hay là để thần mở rương ra coi thử nha. Hoàng thượng, có chuyện kỳ quái. Hay là hoàng thượng đích thân tới đó để xem thử đi. Thôi được rồi, trước giờ mang nhi làm chuyện cổ quái, cái trò đùa cổ quái của nó có ai hiểu rõ bao nhiêu. Nếu là của nó tặng cho đảm cơ thì hãy để hắn khiêng về đi ha, khỏi cần mở coi. Thần tuân chỉ. Hoàng thượng, chuyện này có chút kỳ lạ, để ta đi xem thử. Không sao đâu, chỉ là trò đùa con nít mà thôi, ngươi qua đó làm gì? Nhưng trong chiếc rương đó, cho người biết trong đó là cục đá lớn. Ngô Công Công đã từng bị mắc lừa, ngươi đừng có lo lắng. Hoàng thượng, chuyện này mang gì con nhà đầu này. Tiểu dương gia, thôi đại nhân, để ông chờ quá lâu. Hoàng thượng có nói đây chỉ là gương đựng đồ chơi thôi, hãy mở cửa ra. Chờ chút, đồ chơi hả? Đây chỉ là gương đựng đồ chơi. Cô nương, hãy mau đi mời đại phu tới và quét dọn lại căn phòng ở phía sau. Dương gia. Sau khi cô tỉnh lại, không được gọi ta là tiểu dương gia, chỉ gọi là công tử. Bắt đầu từ ngày mai, không có lời dặn của ta, không được vào đây. Dạ. Tiên tử,
tỉnh lại đi, tới giờ thượng triều rồi. Để tôi ngủ thêm một chút, ngủ thêm chút nữa. Ây da, nếu còn ngủ nữa không có kịp đâu. Ngươi không muốn làm quan hả? Ây da, nè thiên tứ à. Ê, các người tới đây làm gì? Kêu hắn dậy. Nè, kêu hắn dậy thượng triều. Mau đi, mau đi. Mau đi, được chưa? Ê, đưa con trai đi thượng triều. Đưa con trai đi thượng triều. Đưa con trai đi thượng triều. Gọi Vạn Tuế, chúng ta dạy hắn nói thế nào? Ta cũng đã dạy rồi, chỉ là ta không biết thiên tứ khi lên triều hắn sẽ nói thế nào. Sự lợi ích của nói năng tùy tiện. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Để ta vào. Hoa thượng, ngài răng vàng miệng vàng, nói chuyện không giữ lời. Chính mình ngài phong cho ta chức hoàng, tại sao muốn chối cãi? Đi. Ai là lối sùng nói vậy? Người nào là lối âm xàm? Hoàng thượng nói không giữ lời. Khởi bẩm hoàng thượng, Phùng đại nhân thượng triều bị đại tướng quân ở ngoài ngăn cản, cho nên mới là lối âm xàm. Phùng đại nhân, Phùng đại nhân là gì? Hoàng thượng, đương nhiên là Phùng thiên tứ Phùng đại nhân. Chẳng lẽ hoàng thượng đã quên rồi? Thiên tứ? Hoàng thượng không giữ lời. Cái tên này sao nghe quen quen? Có phải là tên tiến sĩ do trẫm mới ban không? Bẩm hoàng thượng, người này không biết chữ, nhưng hắn lại có một tờ chứng chỉ. Chứng chỉ? Ông tưởng tôi muốn làm quan hay sao? Tôi cũng vì thiên hạ hơn dòng thất phù hữu trách mới tới đây thôi. Hả? Tôi tới là để nói chuyện giùm cho làm bá tánh. Ông ra đây. Có phải tên tiểu tử đó không? Trẫm có bao giờ tuyên hắn thượng triều đâu. Hoàng thượng, chính ngài đã phong cho hắn chức quan, còn cho hắn một bộ triều phục màu xanh lam. Chẳng lẽ không để cho hắn bộ triều phục màu xanh lam cộng thêm vào một chữ triều kế bên thêm chữ khẩu? Ý của trẫm không lẽ ngươi không hiểu sao? Tội thần thật đáng chết, thật không nghĩ ra điểm này. Nhưng hắn đã tới rồi, không lẽ đuổi hắn về sao? Theo ý thần. Nói bậy, đây là chỗ nào? Ngươi dám ăn nói đùa giỡn với trẫm sao? Đường đường là một triều đình, không thể nói đùa được. Đi đi, đuổi hắn ra. Dạ. Tại sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ hả? Cho dù là quý nhân thiên tử, thiên hạ này cũng chỉ là bá tánh mà trộm, có gì hay ho chứ? Ông không để tôi thượng triều là vì có muốn nghe tôi nói dùm cho lão bá tánh chứ gì? Hơ, ông không phải là vừa tốt. Hơ, tôi trả lại cho ông, trả lại cho cái này nè. Cái chức quan trách này của ông tôi không làm nữa. Hơ, hoàng thượng. Cho hắn vào đi. Dạ. Truyền phùng triều quan Phùng thiên tử giám kiến. Mời. Ông cho tôi vô thì tôi vô sao? Không thèm vô nữa. Tỷ tỷ tìm tôi có chuyện gì? Thiên tử đã về tới chưa? Bây giờ thượng triều làm sao mà về nhanh như vậy được? Ta cứ lo cho thiên tử, chắc là sẽ ra chuyện gì. Tỷ tỷ đừng có bận lòng, mọi việc của Dương đại nhân coi chừng, không lẽ để cho thiên tứ bị thiệt thòi hay sao? Nhưng mà chỗ đó vẫn là hoàng cung. Ông kêu tôi vô tôi phải vô sao? Tôi cứ ngồi lấy đây. Phùng đại nhân, hoàng thượng cho ông vào trong. Nè nè, các người làm gì? Các người làm gì? Làm gì đây? Khi nãy người nói người tới đây thượng triều vì bá tánh. Nếu vậy thì sao? Trẫm vì câu nói này của người, thượng triều trẫm muốn nghe. Ngươi làm thế nào nói chuyện cho bá tánh đi? Nói mau đi, hãy đứng ra phía sau. Các người lùi xuống đi. Tuân chỉ. Hạ đại nhân. Dạ có thần. Bản tấu chương của người trẫm đã hoàn toàn có xem qua, nhưng trẫm không có đồng ý. Trẫm biết ngươi còn có lời muốn nói. Hôm nay trước mặt mọi người, người hãy nói ra hết tất cả đi. Trẫm biết trong đám các người có rất nhiều người tán đồng quan điểm của hắn. Hôm nay phải đưa ra cho trẫm nghe thử. Trẫm cho phép phùng triều quan thượng triều, các người đều nghe rõ là tại vì sao?
Chỉ cần thật lòng nói chuyện cho lão bá tánh, trẫm sẽ không trách các người. Các người đã thật sự thuyết phục được trẫm thì trẫm sẽ nghe lời các người. Còn nếu như thuyết phục không được, từ ra về sau đừng có khuyên trẫm điều gì nữa. À đại nhân, người nói trước đi. Lời của thần đều có bằng chứng. Nếu như lão bá tánh không phải đi tới mức độ sơn cùng thủy tận thì làm sao họ có thể rời khỏi quê hương bán con bán cái được. Hoàng thượng. Hà đại nhân, ông đừng có cố tình do nạt. Khu vực sơn đông gặp phải hỏa hoạn, đó coi như là đặc lệ, đừng có đem ra mà nói. Tại sao gọi là không thể đem ra nói? Ông nói vậy là có ý gì? Hoàng thượng, tình huống ở sơn đông là có đặc biệt một chút, nhưng những chỗ khác không có gánh nặng, hạ quan cũng đã nghe qua. Lời nói của Hà đại nhân cũng không phải là không có lý đâu. Phải suy đoán lại, đích là phải tu dưỡng nghỉ ngơi một thời gian đó. Hoàng thượng, Hà đại nhân, lời này không đúng rồi. Chẳng lẽ là hoàng thượng là người không thấu hiểu hoàn cảnh khổ sở bá tánh hay sao? Trước khi hạ quan hoàng thượng khởi binh, từng là người làm ruộng làm rẫy, một mẫu đất có thể tạo ra bao nhiêu lương thực, trong lòng rất hiểu rõ. Hả? Chiếu theo hiện hành để đóng thuế khó hơi chuyện một chút, nhưng chuyện đó tuyệt đối không thể có thể thừa nhận được. Còn nói về cái chuyện trời bỏ quê hương, đang bán con cái, chỉ có đáp ăn hại lười biếng không chịu ra sức làm mới như vậy mà thôi. Hoàng thượng hôn tài đại lực, đại minh chúng ta đúng là trong thời lực tính độ trị, không thể gì đám người lừa biếng đó mà làm hỏng chủ quốc gia đại sự. Đúng, nói rất đúng, không thể nói gì được. Trương Tín, ông có là người đã từng làm rẫy hả? Ông đối với nông gia có chút lương tâm hay không? Đừng có tranh cãi nữa. Có lời nói từ từ. Trẫm có hướng về cường điện, lập quốc vì nông vi bổn, chứ không thể làm tổn thương tới nông gia. Trẫm tại sao không biết nỗi khổ của nhà nông? Hôm nay chúng ta coi như thanh toán món nợ đương triều đi. Địa lực trên toàn quốc không quân bình, tự nhiên không thể gom lại một chỗ được. Nhưng phải lấy một con số bình quân có lẽ là không khó. Một mẫu đất thâu bao nhiêu năng lượng, kết hợp lương thực lại được bao nhiêu, con số này không phải là khó tính. Chúng ta hãy bàn tính xem. Thuế vụ hôm nay như vậy, nó là quá nặng hay là không có nặng? Đi đi. Dạ. Cô nương, cô tỉnh lên rồi hả? Người là ai? Y phục của ta đâu? Cô nương, tôi sai người mang đi giặt rồi. Cô đừng có nhúng nhích, như vậy sẽ làm vết thương bị đau. Nói mau, ở đây là đâu? Tại sao người lại tới đây? Là người bạn mang cô tới đây, kêu tôi chăm sóc cho cô, ngoài ra không có nói gì. Người bạn? Người bạn như thế nào? Tại sao không biết? Hắn nói là cô nương biết hắn, tôi không tiện hỏi. Cô biết là ai không? Thiên Tứ. Nói vậy người quen biết hắn. Nói mau, người là gì của hoàng đế? Cô nương, sao cô hỏi vậy? Thật ra tôi không có biết ai là Thiên Tứ, càng không có liên quan gì với hoàng thượng. Tôi chỉ làm việc tốt mà thôi. Không đúng. Tôi còn nhớ lần đầu tiên, trong lúc gặp ông ta không phải chỗ này. Hãy cho tôi biết chỗ này là chỗ nào? Tại sao ông lại tới đây? Ông là ai? Cô thật là nóng tính. Khi cô được đưa tới đây thì cô đã bị hôn mê. Còn chuyện lúc trước tôi đâu có biết gì đâu. Cô nương à, thật ra có chuyện gì cô cứ nói ra đi. Cô đừng có ngại hả? Cô cứ nói cho tôi nghe đi. Hà đại nhân, thuế thâu trương mục này bây giờ trong lòng mọi người đều thấy rõ rồi. Ông lấy lương tâm mà nói một câu đi, giống như ông nói lúc nãy không có trọng trách hay sao? Hoàng thượng, trương mục này viết trên tờ giấy, nhưng trương mục của ba tánh ở trong nồi lửa. Nếu như thật sự giống như hoàng thượng đã nói thì lão ba tánh sẽ còn lên tiếng oán than nữa, cho nên trương mục này không có thể tính như vậy được. Ý người nói là trẫm
Đã là tính sai vậy ngươi tính cho trẫm xem thử đi. Tất cả con số đây đều có án trà xét. Chẳng lẽ nói không phải chiếu theo thuế vụ này nữa mà thôi sao? Hoàng thượng, đây là đàm binh trên giấy. Hạ Ngôn Kiết, 13 lần 7 lượt cản trở đại sự của trẫm. Trẫm nể tình người có lòng trung thành cho nên mới nhịn nhục. Hôm nay đã nói tới nước này rồi, người vẫn cố chấp không tỉnh ngộ. Nhẫn nại của trẫm có giới hạn. Nếu ngươi còn quậy vô lý, trẫm không tha cho người. Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng, ngài ở trong thâm cung, làm sao hiểu được nỗi khổ của bá tánh ở bên ngoài? Hoàng thượng, ngài không thể một chút mùi vị vui sướng công lao đem bá tánh quản vào trong nước lửa đau khổ. To gan! Hoàng thượng, xin Hoàng thượng bớt giận, xin Hoàng thượng bớt giận. Người nói trẫm là cái gì? Trẫm mỗi ngày tận tâm tận lực tất cả tâm huyết của trẫm, ngay cả ngủ không dám ngủ nhiều. Trong mắt của người, Hạ Ngôn Kiết, người nói là đại hỷ công. Hoàng thượng! Hạ Ngôn Kiết, người mạo phạm trẫm lần nữa, không lẽ người không sợ trẫm giết người sao? Hoàng thượng, thằng không sợ chết. Nếu như hoàng thượng nhất ý cô hành, thằng cam tình nguyện chết. Như vậy sẽ không nhìn thấy nỗi khổ của bá tánh. Được, người nhất định muốn làm người thần sạch sẽ có phải không? Người muốn bá tánh lưu vong đúng hay không? Được, hôm nay ta sẽ diễn toàn cho người. Người đâu, loạn xuống chém đâu. Dạ, dạ. Nè, hoàng thượng, tôi đây thập phẩm hoàng triều, có thể nói chuyện được hay không hả? Nói đi. Hạ đại nhân nói rất đúng. Hoàng thượng, ngài tức cũng rất đúng. Tại vì ở nông thôn họ không có tính như vậy đâu. Ê dạ, hãy quỳ xuống mà nói chuyện đi. Mà quỳ xuống đi. Nè, quỳ xuống, kéo tôi, đừng kéo tôi. Vậy người nói ta nghe, trẫm phải tính thế nào mới đúng? Cái này, tôi quỳ xuống nó không ra. Đứng dậy đi rồi nói. Chuyện là như vậy. Lúc nãy các ông dùng ngân lượng để tính toán, nhưng ở dưới quê đóng thuế không phải là dùng ngân lượng, nhưng mà phải giao tiền. Nếu như bắt phải giao tiền thì không thể tính toán như vậy được. Không phải 30 đồng tiền bớt đi một lượng ngân tử, có thể lúc còn phải là nhiều hơn. Tính toán vậy là đúng, nè bu ra. Tình huống hoàn toàn là như vậy. Lời nói ngươi có thật không? Tôi nói hoàn toàn sự thật. Nè, cha của tôi là người giết heo, ổng giết một con heo là 15 đồng tiền. Nhưng trong một năm, ổng giết không có bao nhiêu con heo, cho nên cuối cùng cũng không đủ tiền để cưới vợ cho tôi. Cha tôi biết giết heo, coi như có bản lãnh, nhưng mà đám dân làm ruộng thì thê thảm. Nếu kiếm không ra được tiền sẽ bị đánh đòn. Nếu bọn họ thiếu một lượng ngân tử sẽ bị đánh 100 roi. Cho nên đám dân đó đã bỏ chạy đi hết. Giỏi, giỏi thật. Thì ra là như vậy. Ngược lại là chậm đến sơ sót. Hoàng thượng, đây không phải là lỗi của ngài, cũng không phải lỗi của Hà đại nhân. Nếu nó sai lầm, đó là lỗi của đám hoàng chó tham hoàng hối lộ, đem hết ngân lượng tao được hoàn toàn đi vào túi riêng. Giỏi cho một bọn hiên thần. Hoàng thượng, lúc nãy những lời họ nói tôi đã nghe hết rồi. Thật ra cũng không nên trách họ. Tham quan ô lại đã dám thâu gấp bội thế vụ thay trẫm rồi, còn lạm dụng danh nghĩa của trẫm để mà sử dụng. Đây không phải là cương đạo thổ phỉ thì là cái gì? Hoàn toàn là cái thứ vô tâm kẹt. Còn đáng hận là cương đạo ác bá nữa. Bọn chúng bắt trẫm tử tuyệt chứ là chân. Đúng không sở? Có thần. Gia hạn cho người nội trong 3 tháng phải tra xét rõ ràng tất cả mọi chuyện này, để có bên dưới có bao nhiêu người đang gây rối. Bất luận người tra xét thế nào, người xét một người thì xét xử trí một người, để không cho ta. Nếu người làm không xong chuyện này thì trở về quê đi. Thần tuân chỉ. Phải triều. Hoàng thượng, có gì muốn nói nữa? Ngài coi, chuyện này không phải lỗi ngài, cũng không phải lỗi của Hà đại nhân. Vì không nên chém đầu Hà đại nhân, có phải không? Đâu tới phiên người nhiều chuyện. Trẫm của nó là giết các là sao? Đã, hoàng thượng. Ê, hoàng thượng không giết Hà đại nhân nữa. Đứng dậy đi. Đứng dậy mau. Tạo hoàng thượng. Tạo hoàng thượng. 谁能知
身事外，横若不停摇摆，血泪成海。